nên mày thấy đầy bọn này, cái bọn đi siêu xe hai mấy tỷ, thằng đéo nó mà có, nếu mà thằng nào mà nhiều sim đẹp hơn anh chặt đầu cho nó đá bóng luôn. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin tức dân trí. Sốc, giang hồ mạng huấn hoa hồng theo chân Khá Bảnh bị bắt. Cộng đồng mạng đang xôn xao trước thông tin huấn hoa hồng sổ khám trên nhiều diễn đàn, đây là chủ đề bàn luận nóng bỏng. Cách đây không lâu, trên một diễn đàn hàng đầu của giới trẻ bắt đầu đăng tải hình ảnh của huấn hoa hồng kèm theo caption bài. Ngay lập tức, bài đăng này đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Cộng đồng mạng bắt đầu xôn xao, đồn đoán rằng huấn hoa hồng đã bị bắt. Tài khoản NTD thậm chí còn khẳng định một câu chắc địch: "Một giờ đêm qua anh ấy đã bị bắt rồi mọi người ạ." Bình luận này nhanh chóng được nhận được nhiều tương tác. Trước thông tin này, dân mạng tỏ ra khá là hả hê và hài lòng. Nhiều người cho rằng những nhân vật như huấn hoa hồng cần bị bắt để bớt đầu độc mạng xã hội. TL nói, tự nhiên thấy yêu các chú công an quá, bắt là đúng. Một số còn đùa rằng anh ta theo chân cậu em thân thiết Khá Bảnh. Được biết, hai người này vốn chơi thân với nhau. Thời điểm Khá Bảnh bị bắt, huấn hoa hồng còn lên mạng viết một đoạn status khá cảm động, tâm sự tình cảm của mình dành cho cậu em. Tên thật của huấn hoa hồng là Bùi Xuân Huấn, sinh năm 1984, quê ở Yên Bái. Nghề nghiệp chính của anh ta là cho vay nặng lãi, và trên trang cá nhân Facebook, Huấn thông tin của mình là tổng giám đốc công ty cầm đồ. Cái tên Huấn Hoa Hồng không còn xa lạ gì với cộng đồng mạng. Anh chàng này gây chú ý nhờ những hình ảnh, video ăn chơi, khoe của. Huấn thường xuyên làm những video livestream khoe tiền, phát thẻ điện thoại cho người khác. Thậm chí Huấn còn ngông nghênh, nhiều lần thách thức cảnh sát giao thông khi để đầu trần, phóng nhanh trên đường phố. Cũng chính vì thế mà hình ảnh của Huấn trong mắt nhiều người không còn đẹp. Dân mạng còn đặt cho anh biệt danh là giang hồ mạng. Hiện tại, chưa có nguồn tin nào chính thống về việc huấn hoa hồng thực sự đã bị bắt hay chưa. Cộng đồng mạng vẫn đang bán tín bán nghi, chờ đợi thông tin xác thực. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin tức dân trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Thành phố Hồ Chí Minh tổng kiểm tra tất cả các loại xe lưu thông trên đường. Từ các xe container, xe bồn, xe tải, xe khách cho đến các loại xe máy, xe thô sơ lưu thông trên địa bàn được lực lượng công an cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt tổng kiểm tra. Thông tin trên được lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt PC08 công an thành phố Hồ Chí Minh công bố.